hùng cũng như sự chiến đấu anh dũng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng hát hậu phương hy vọng sẽ là một nhịp cầu để chúng ta có thể ôn lại những kỷ niệm vui, buồn, những mất mát chia ly trong thời chinh chiến. Khi tiếng súng còn đang rền vang trên khắp nẻo đường đất nước, đã có những chàng trai rủ bỏ xách đèn lên đường bảo vệ non sông, cũng có những tiếng hát cất lên cho những chuyện tình dang dở. Tiếng hát của những người em gái hậu phương gửi đến cho những chàng trai nơi tiền tuyến là những tình cảm dạt dào thấm đẫm thương yêu, những con tim thổn thức, nhưng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Tiếng hát hậu phương rất mong đón tiếp quý vị cựu quân nhân, những người vợ lính, người yêu của lính đến với chương trình để chúng ta cùng nhau hàn huyên tâm sự, ôn lại những kỷ niệm vui buồn thời chinh chiến. Quý vị, các hội đoàn có những buổi tổ chức liên quan về lính cần phổ biến, xin email về tienghachauphuong@yahoo.com. Quý vị có thể gọi điện thoại trực tiếp vào để chia sẻ với chương trình qua số điện thoại 714-933-7877. Kính thưa quý vị, hôm nay tiếng hát hậu phương xin giới thiệu đến quý vị cựu thiếu úy Huỳnh Văn Của, anh thuộc tiểu đoàn 37, anh tiểu đoàn 37 thuộc liên đoàn 12 biệt động quân. Dạ, xin mời anh. Thiếu úy Huỳnh Văn Của, tiểu đoàn 37, liên đoàn 12 biệt động quân. Kính chào quý niên trưởng, huynh trưởng và chiến hữu. Kính chào quý khán thính giả của đài TV Hồn Việt và tiếng hát hậu phương. Dạ, mời anh ngồi. Dạ, xin chào chị Thao Thanh Lan, chào chị Phương Hồng Quế. Dạ, dạ anh cầm dạ. Anh không cầm cái mai đó thưa anh. Chưa ca bây giờ anh. Dạ, khi nào anh xin lỗi. Dạ vâng. Dạ, chúng em chương trình tiếng hát hậu phương rất hân hạnh được tiếp anh Huỳnh Văn Của tới với chương trình. Chào anh, cũng như chào Nghĩa Sứa. Dạ, chào Nghĩa Sứa. Đường xá rất xa xôi nhưng mà anh đến đây với tiếng hát hậu phương, chúng em một lần nữa cảm ơn anh thật nhiều. Từ Pennsylvania phải không anh? Dạ phải. Dạ. Anh sang đây tức là nhân dịp sang đây để thăm gia đình và cũng có một gặp bạn bè nữa phải không thưa anh? Dạ thưa chị phải, đúng ra là đi du lịch. Dạ. Nhưng mà không ngờ là lần này qua đây thì là một công việc cho gia đình trước. Dạ. Rồi sau đó rồi mới gặp lại bạn bè, nhưng thực sự thì giờ dành cho gia đình thì nhiều hơn. Yeah. Tại vì hiện nay tôi đang phụ với lại người vợ hiền ở nhà để mà lo cho người nhạc phụ của tôi. Yeah. Đang ở trong một cái viện dưỡng lão ở tại Golden Grove. Yeah. Yeah. Và em đã tức là cái mùa July 4 ngày lễ độc lập sắp tới đó, thì tất cả các hội đoàn, các binh chủng hay tổ chức những cái buổi họp mặt của những cái đơn vị của mình. Yeah. Trong đó thành ra có rất nhiều các quý vị cựu quân dân ghé đến Lý Đô Sài Gòn này. Cho nên đó cũng là cái dịp mà tiếng hậu phương đón chào một số các anh ở xa về. Hôm Chủ nhật tuần rồi thì ngày hôm Chủ nhật hát mới đây rồi. Tụi em có hát cho hội Bình Định, Bình Thuận. Bình Thuận. Thì gặp lại rất là nhiều các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là hội Bình Thuận, rất là vui mà rất là hạnh phúc khi thấy những bộ quân phục của các anh tới dự cái đêm đại hội anh. Yeah. Cũng như hôm nay thấy được anh cái mũ nâu. Yeah. Chiến sĩ mũ nâu. Yeah. Và một cái bộ đồ biệt động quân rất là oai. Yeah. Yeah. Dạ thưa anh, chị và anh qua đây từ lúc nào thưa anh? Thưa chị, bà xã tôi đó thì qua hồi cuối tháng 5 để lo cho nhạc gia của tôi. Tức là anh bay qua sau? Dạ tôi bay qua sau. Tại vì bà xã thì lo cho ông cụ, mình thì lại chăm sóc cho bà xã. Dạ đúng. Dạ. 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 Mỗi người một phận sự, nói chung là lo lắng. Nhưng mà hình như là ngày xưa đó ông nhạc của anh cũng là một tuyển thủ đá banh ngày xưa thì phải, em có nghe nói? Dạ phải. Dạ. 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 Cũng liên quan đến lính nữa. Dạ có. Dạ vâng. Cụ tên gì thưa anh? Ông tên là Trương Hồng Phát. Dạ. Ngày xưa hồi thời thanh niên thì đá cho đội trường Tân Thịnh. Yeah. Rồi sau đó là đá cho đội Thương Khẩu, rồi sau đó là đá cho đội tuyển thanh niên Sài Gòn ở khoảng thập niên 50. Yeah. Rồi sau đó thì nhập ngũ khóa 14, võ khoa Thủ Đức, rồi biệt phái sang ngành quan thuế. Yeah. Yeah. Rồi 69 là ông cụ đã không còn đá banh nữa, chỉ qua bên lão tướng. Yeah. Từ đó đến nay thì coi như giả từ sân cỏ luôn. Yeah. Gia đình cựu quân nhân mà. Dạ. Dạ. Dạ thưa anh, cũng như là quý khán thính giả cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đang muốn biết anh nhập ngũ năm nào thưa anh? Dạ năm 1972, nếu hai chị còn nhớ, và kính thưa quý khán giả, nếu quý khán giả còn nhớ thì năm đó
nhà văn Phan Vật Nam gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa. Chúng tôi đang học ở trường Chính trị Kinh doanh thuộc Viện Đại học Đà Lạt, thì Tổng thống Thiệu ban hành sắc luật 004 ban bố tình trạng thiếu quân lực và tổng động viên năm đó, cho nên tôi nhập ngũ tháng 7 năm 1972. Và sau đó thì anh ra trường, anh đi đơn vị nào thưa anh? Dạ thưa chị, sau đó thì người ta hay nói là cọp liếm, nhưng mà thật sự ra không phải liếm đâu, mà là chúng tôi phải chọn đơn vị. Thì khi tôi lên chọn đơn vị đó là đa số các tiểu khu ở vùng vùng 3 và vùng 4 là hết chỗ. Chỉ còn một chỗ của sư đoàn 21 bộ binh ở Bạc Liêu. Thì thay vì tôi ghi tên vào cái chỗ cuối cùng đó trên cái bảng mà tôi lên ghi tên, thì tôi nhìn xuống phía dưới cùng là của bị động quân. Nên tôi ghi tên vào bên chủ bị động quân. Năm đó là một số anh em lên sau tôi thì họ mới hỏi, nó mày đi đâu đó? Tao về bị động quân, đứa nào muốn theo thì cứ theo. Dạ, thành ra năm đó chúng tôi đi ra bị động quân cũng khá đông. Trong khóa chúng tôi là khóa 4, 72B, chúng ta học tại trung trường Đồng Đế. Rồi sau đó anh ra trường là anh đóng quân ở cái địa danh nào nhiều nhất thưa anh? Dạ, trong khoảng thời gian đó thì Thiếu tướng Đỗ Kế Giai có đưa những chuẩn quý mới ra trường đó về học rừng núi Sình Lầy trước. Và sau đó Thiếu tướng Giai mới gửi chúng tôi đi thực tập các quân khu. Lúc đó thì chiến trường sôi động nhất là lúc chúng tôi đi thực tập đó, thì là cái trận đánh núi Dài ở Châu Đốc đang tiến triển rất là khốc liệt. Thì đó là cái chuyến hành quân đầu đời của tôi. Rồi sau đó nữa thì lại là Lệ Minh ở quân khu 2. Khi chúng tôi lên Lệ Minh đó, thì sau hai cái thực tập của hai vùng chiến thuật vùng 4 đó, thì lúc đó là đã coi như là không còn ở dưới đó nữa, tại vì cái tình hình an ninh dưới đó đã được cải thiện rất nhiều, cho nên là Bộ Tổng tham mưu quyết định là dời tất cả các đơn vị về động quân ở vùng 4 lên vùng 2 và vùng 1. Cho nên tôi tình nguyện ra vùng 1 và may mắn được bổ sung về cho tiểu đoàn 37 thuộc liên đoàn 12 như tôi mới trình bày khi nãy. Nhưng mà trong lúc mà anh ta, cái trận đánh đó, anh đụng độ cái trận đánh đó là có thể nói là đầu tiên. Thì anh có gặp một cái trở ngại, cái nguy hiểm nào trong cái trận đánh đầu tiên đó không? Cái bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ thì rất nhiều, trở ngại thì có thể là tại vì ở ngoài mặt trận mà. Cho nên cái đó là cái chuyện sinh tồn, với lại chuyện lính tráng mà người ta chỉ để cái chỉ dẫn cái sự kinh nghiệm chiến đấu cho nhau. Nhưng mà chúng tôi khi ra ngoài đó, đó thì khi xuống núi Dài gặp lần đầu tiên thì đang đánh lớn lắm. Chuẩn bị sửa tuy thét gào nhưng mà cho đỡ sợ thôi. Chứ còn ngày đó thì cầm lựu đạn đứng gác. Đêm thì là cũng giống như các anh em khác là ngủ ngồi. Tại vì ngay lúc đó là đánh cả ngày lẫn đêm. Dài đó, đánh cái trận đó tháng 10 năm 1973 thưa quý vị. Trong trận đó thì tất cả các đơn vị của biệt động quân vùng 4 đã tập trung lại để quần tháo với lại trung đoàn 101 của sư đoàn 1 Bắc Việt. Họ xâm nhập bằng cách mà vượt con sông Vĩnh Tế từ bên kia biên giới qua Châu rồi về xã Ba Chúc và đột nhập lên núi Dài. Cho nên cái trận đó là mở đầu là từ tháng 8 mãi đến cuối tháng 10 năm 1973 thì mới tiêu diệt được toàn bộ trung đoàn đó và xóa sổ luôn sư đoàn 1 Cộng sản Bắc Việt. Có thể nói là cái đó cái chiến công của mình đó. Và anh cũng may mắn là trận đầu tiên ra là có chiến công rồi. Và thưa anh, như vậy thì trong cái lúc mà mình đụng trận gì, mình có bên mình hoặc là đồng đội của anh, bạn anh có người nào bị thương hay là? Dạ thưa có, trong cái khóa 57 rừng núi Sình Lầy của chúng tôi đó thưa quý vị, lúc mà xuống núi Dài để thực tập, gọi là thực tập nhưng thật ra là vị liên đoàn trưởng, hay đúng hơn là chỉ huy trưởng của đặc khu 42 chiến thuật, ông cũng vừa mới mất hồi năm ngoái. Ông nói rằng đã ra mặt trận thì không có chuyện thực tập, ra đây đó là phải đánh đấm. Thành thử ra đó là chúng tôi đi theo các đại đội ngay lập tức. Tôi theo tiểu đoàn 93 và theo đại đội 1. Tôi nhớ lúc đó cái người sĩ quan và đại đội trưởng á, bị thương thì đã về rồi, còn vị đại đội phó là Thiếu úy Nho, anh mới anh thông cảm nha, bây giờ ra đây giờ lính cũng không còn bao nhiêu, cho nên là anh chịu khó đi ra ngoài tiền đồn với lại anh em ở trong đại đội. Từ đó là tôi cũng cầm lựu đạn, cũng ăn đứng cũng ngồi như anh em trong suốt 2 tuần.
Thì có một anh bạn, anh bị trúng đạn 57 ly. Trúng vào đá thì đúng hơn, rồi đá mới đâm vào mắt của anh. Anh bị hư mắt phải, anh nói tinh thần. Khoa 27 rừng nước sinh lầy, à, khoa 57 xin lỗi quý vị, khoa 57 rừng nước sinh lầy của chúng tôi. Rồi một anh nữa đó, thì trước đó thì anh đêm đi không thấy đường, anh té thì anh gãy giò, thì anh đó là, dạ chúng tôi gọi anh đó là Trương Thành Tuấn Ngà, là cái anh mà một trong những người mà có chiều cao khiêm nhượng nhất của trong cái nhóm khóa sinh của chúng tôi lúc đó. Vui anh ha. Dạ. Đời lính thì... có nhiều lúc những kỷ niệm rất là vui. Dạ thưa chị, vui có, buồn có, mà dạ. Vui buồn cùng một lúc cũng có nữa. Dạ. Anh có thể kể một kỷ niệm nào vui buồn cùng một lúc cho khán giả nghe không? Dạ, vui buồn cùng một lúc thì có thể nói ngày đầu tiên khi chúng tôi được được gọi tên để mà ra quân trường Đồng Lê, tại vì Thủ Đức lúc đó hết chỗ. Nếu tôi nhớ không lầm thì báo chí lúc đó đã loan tin là năm 1972, trong sau khi mà Tổng thống Thiệu ban cái sắc luật tổng động viên đó, thì có tổng cộng là khoảng 10.000 sinh viên học sinh đã phải trình diện nhập ngũ năm đó, thì do đó Thủ Đức không có chỗ. Vì thế cho nên là đã có một số anh em chúng tôi được gọi tên để ra Đồng Đế. Nhà chúng tôi ra Đồng Đế thì trong một cái phi vụ buổi sáng sớm đi, thì ra ngoài đó khoảng 8 giờ sáng chờ đợi phương tiện ở phi trường về tới cái khu tiếp nhận của Đồng Đế đó là khoảng 10 giờ. Thì cái nắng của Nha Trang mùa hè mà cũng đổ lửa giống như ở đây hoặc là các nơi khác ở miền Trung. Cho nên cái kỷ niệm mà vừa vui vừa buồn là như thế này, thì khi mình giác cái sắc mà ra, mình mặc bộ đồ lính, mình vào trong cái trại tiếp nhận là mình biết rồi, bây giờ là đời lính rồi. Thì buồn. Vui đó là vì ở trong quân đội họ có những cái cách để mà hướng dẫn và cái cách để huấn luyện mình ngay từ lúc đầu tiên vào trong trại tiếp nhận. Nếu các bạn ở khóa tiểu đồng 3 sinh viên sĩ quan có 472B có dịp theo dõi chương trình này thì chắc chắn các bạn nhớ anh tân khóa sinh tên là Nhữ Văn Dân Quý, sau đó anh vào cái đại đội 727 của chúng ta. Anh đó ngày đầu tiên khi mà xếp hàng thì có một ông trung sĩ huấn luyện viên, ông đó phải nói là hét tuy không ra lửa nhưng mà chắc không cần ampli, giọng rất là tốt. Ông hỏi có ai biết đây là đâu không, thì cái ông đó ông vui lắm, ông nói biết. Ông nói đây là ở đâu? Đồng Đế. Ông nói 20 cái hết đất. Thì sai, không phải Đồng Đế. Dạ là tại vì thực ra có nhiều cái lý do, rồi đúng ra là mấy ông muốn kiếm cách để mà tập cho mình cái sự chịu đựng trước, và coi như là cái thể lực trước. Cho nên sau 20 cái hít đất rồi hỏi tiếp, nói lại đi câu này không đúng. Ông kia ngẫm nghĩ ngồi đúng không, nói quân trường Đồng Đế cũng không đúng, phạt nữa. Dạ thì đại khái là coi như để giúp cho những người cái buồn là ở cái chỗ là mình mới vừa ra xa nhà mà. Nhưng mà vui đó là các bạn chắc còn nhớ là vui là ở cái chỗ là mình mới vừa ra, thì cái anh đó ông hy sinh cho khoảng cũng mấy trăm người. Tức là nói kiểu nào cũng bị hết. Dạ kiểu nào cũng bị hết. Dạ. Rồi sau đó thì chúng có tôi... Có nghĩa là cái giật đầu tiên đó mới vô là bị giật liền đó. Dạ phải. Nó bước vào quân trường là bị giật ngay lập tức. Khác với lại các anh em ở trường bộ binh Thủ Đức. Dạ. Ở ngoài Đồng Đế là vì họ là cái trường huấn luyện cho hải sĩ quan. Cho nên là trong những cái tình trạng cấp bách lắm, chẳng hạn như hồi 68. Thì vì Thủ Đức không có đủ chỗ cho nên là phải đem ra ngoài đó. Cho nên là chúng tôi không có chế độ huynh trưởng. Chứ nếu như có chế độ huynh trưởng đó thì giá cái sắc mà ra mà mấy anh khóa trên của mình mà bảo là chạy giùm cho tôi mấy chục dòng hay là mấy dòng vậy đó là có lẽ là xỉu nhiều lắm. Dạ. Cũng may là chúng tôi ở ngoài Đồng Đế thì không có cái đó. Thì vui buồn cùng một lúc là con đời đông ngủ. Ngày đầu tiên mà vào quân trường là câu chuyện tôi vừa mới kể. Và khi mà dự cái trận đánh đầu tiên khi mà anh mới ra trường đó thưa anh, cái cảm tưởng anh như thế nào thưa anh? Dạ thật ra thì cũng run lắm. Dạ thì tại vì mới mà mình không có kinh nghiệm, thì cái anh đại đội trưởng đó anh mới nói rằng quyền đại đội trưởng thì xuống đại đội 1 của tiểu đoàn 93 bị động quân biên phòng, anh mới nói nhớ nha, cái ông trung sĩ đó ông đi đâu ông làm ơn đi theo đó, ông làm cái gì đó thì ông đi ông làm giống như vậy. Thì mình nhìn lại mình chỉ có 2 trái lựu đạn, còn cái M16 thì đeo đó. Dạ đạn thì cũng có đầy đủ. Nhưng mà hôm đó thì đánh, thật sự là đánh chốt. Mấy anh nó không đánh bằng súng nữa. Sáng trưa chiều tối cho đến đêm là đánh lựu đạn không. Thành ra cái kinh nghiệm chiến đấu đầu tiên của chúng tôi là dùng lựu đạn. Và đồng thời cùng lúc đó là tôi mới chứng kiến được cái gọi là bê tai dù. Nó giống như cái micro mình vậy nè. Họ cầm ở đó, họ ném thì cái bê tai nó lật ngược trở lại thì cái đầu nặng nó lật xuống dưới. Rồi ở trên nó bọc trên cái dù.
giờ trời kêu ai nấy dạ đó, tức là nó lủng lẳng tới đâu rồi nó nổ thì người đó chịu chuyên môn phá phá cái hầm ở dưới. Dạ, tức là khi mình phát hiện ra và đánh cái chốt đó thì cũng đánh cái chốt đó, mình luyện cái đó vô. Dạ, họ luyện mình, beta là của bên kia. Ủa, bên kia, của Di Cộng hả? Dạ, của bên phía bên địch, họ dùng cái đó để họ đánh. Còn mình là lựu đạn. Lựu đạn không? Dạ. Nhưng mà khi mà cái cảm giác mà lúc anh rút cái kiếp lựu đạn ra, cái kiếp nổ, cái ngòi nổ ra thì anh có cảm giác như thế nào thưa anh? Dạ, cũng run lắm á, tại vì tuy rằng có tập ở trong quân trường. Mới hồi hộp lắm là tại vì ở chung quanh. Tập đâu có thiệt, cái này thiệt mà. Cái hình mà chị thấy của nhiếp ảnh gia Cao Lĩnh hay là nhiếp ảnh gia gì đó chụp cái ảnh mà ổng rút kiếp đó. Thực sự ra là chắc là phải răng vàng mới cắn nổi. Dạ, nên rút ra trước. Dạ, rút ra trước rồi mới ném được. Dạ. Chứ là mình rút bằng tay chứ phải rút bằng răng ha anh? Dạ thì cũng tùy người nào trong lúc mà cấp bách hay là họ sử dụng được răng thì họ làm cái đó. Dạ. Các bạn chắc có lẽ còn nhớ cái chuyện mà rút lựu đạn rồi ném ở trong quân trường, họ có để sẵn một cái giống như là một cái lỗ trong mai nhỏ nhỏ. Anh nào mà có rung quá thì cứ đập ngay chỗ đó cho nó rớt ở trong cái hố đó. Còn không thì ném ra ngoài xa. Dạ, dạ. Em cũng được biết anh là một người, một bên là tay súng, bên tay đàn. Dạ. Tức là cũng đàn, ca, hát, sướng. Dạ. Thì tình cờ khi mà gặp lại anh ở bên này thì em mới nhớ ra là em đã gặp anh ở trong biệt động quân. Dạ. Đó, và anh có chơi nhạc. Dạ có. Dạ, anh có chơi nhạc. Em nhớ là anh có nhạc cụ đờn guitar hay cái gì đó. Dạ, đàn, dạ em thống. Em nhớ. Dạ. Chơi mà anh đánh trống cũng được nữa. Yeah. Đại khái là như vậy. Tiếc anh không có đem cây guitar tới đây ha. Dạ, yeah. Không sao. Anh, có nghĩa sửa đây rồi thì chắc là hai người. Thì có thể là anh gửi đến cái việc khán thính giả một bài hát nào đó mà do anh sáng tác. Em thấy là anh có sáng tác nhạc, anh có làm thơ. Thì để cho nãy giờ chúng mình nói chuyện rồi thì bây giờ mời anh hát một bài hát nào mà của anh sáng tác, và anh sáng tác trong cái dịp nào, cái bài hát này anh có thể trình bày gửi tặng đến quý vị khán thính giả và các chiến hữu của anh đang xem đài. Kính thưa quý niên trưởng, quân trưởng và chiến hữu, cũng như quý khán thính giả của Đài Hồn Việt và Tiếng Hát Hậu Phương, trong thời gian vừa qua đó thì chúng tôi nói nào ngay cũng có một cái số thì giờ để mà viết lách, nên ngoài thơ, ngoài văn thì có một chút âm nhạc. Trong cái dịp mà tôi lập gia đình năm 1999, tôi có viết một bài hát để hát cho, gọi là cho nhau nghe, hay nói đúng hơn là viết cho người vợ của tôi lúc đó. Một bài hát tôi đặt tựa là Tình Ca Cho Em. Bà vợ, bà xã tôi đó thì tên là Đoan Thư, cho nên trong bài hát tôi để là Thương Tặng Đoan Thư. Năm 1999, và xin phép hai chị. Chỉ nhớ bây giờ thì có lẽ nó hay đi lạc lắm, thì nó xin phép được cầm bản nhạc. Anh cầm micro luôn thôi. Khi anh và em gặp nhau lần đầu, em ngại ngùng nên chỉ nói đôi câu. Trên con đường chiều anh mơ mộng nhiều, lòng tràn tin yêu. Khi anh và em hẹn nhau lần đầu, đêm về ngẩn ngơ thao thức canh thâu. Mong đêm đừng dài, mong em từng ngày đời luôn đẹp thay. Em là tia nắng mai, là cơn gió lay, em là mùa xuân về tô đời mới. Em là muôn ý thơ đẹp mùng mất mơ, em là mùa xuân anh vẫn mong chờ. Khi anh và em chờ nhau lần đầu, con đường nằm nghe chân bước xôn xao, yêu thương đậm màu, mong cho mình đầu tình được dài lâu. Khi anh và em chờ nhau lần đầu, thu tàn rồi đông chợt thoáng qua mau, xuân mang tình người, xuân dâng nụ cười, đời luôn đẹp tươi. Em là tia nắng mai,
cơn gió lay, em là mùa xuân về tô đời mới. Em là muôn ý thơ đẹp như giấc mơ, em là mùa xuân anh vẫn mong chờ. Khi anh và em chờ nhau lần đầu, con đường nằm nghe chân bước xôn xao, trong đêm nguyện cầu cho duyên tình đầu, tình luôn bền lâu. Khi anh và em về chung nhịp cầu, thu tàn rồi đông chợt thoáng qua mau, xuân mang tình người, xuân dâng nụ cười, đời luôn đẹp tươi. Xuân mang nụ cười, xuân dâng tình người, đời luôn đẹp tươi. Xin cảm ơn. Wow, cái bài này chiến sĩ với cây đàn quá dễ thương. Dạ thưa anh bắt đầu làm văn nghệ từ lúc nào thưa anh? Dạ thưa, từ lúc hình như là khoảng 1967. Nhưng mà thực sự góp mặt đó thì thời gian đó thì khoảng mùa hè năm 69. Thời gian đó thì tôi công tác với một số thi văn đoàn, trong đó có một nhóm mà sau này tôi sinh hoạt cho đến khi vào lính. Thi văn đoàn đó gọi là Văn nghệ đan tay, người trưởng nhóm hiện thời bây giờ còn đang ở Houston. Dạ, từ đó cho đến khi cho đến bây giờ luôn thì đúng hơn. Thì anh thường là anh chơi những nhạc cụ nào? Dạ đánh trống thưa chị. Dạ, là nghề chánh rồi. Anh nhiều tài quá ha. Dạ, dạ thì guitar chỉ là đủ để đệm cho mình hát thôi. Dạ, dạ sau đó là hát bè trong các nhạc trẻ. Wow. Dạ. Rồi anh vào biệt động quân, em thấy anh có tham gia, anh có đi đàn ở trong biệt động quân? Dạ không có cơ hội chị. Dạ, khi mà ra tiểu đoàn rồi thì đi tác chiến. Dạ. Không có thì giờ để gửi bài về nữa. Dạ. Chỉ có sau này thì khi qua đây rồi mới tham gia một số sinh hoạt của địa phương. Trong ban nhạc của một nhóm ở ngay thành phố Lancaster của tiểu bang Pennsylvania. Sắp tới đây là chị sẽ gặp anh trưởng nhóm. Đó anh là cựu pilot trực thăng. Đầu tiên thì ai là người dạy nhạc cho anh? Thật ra thì tôi tự học, rồi sau đó thì bạn bè chỉ thêm. Sau nữa là tôi học chính thức học nhạc với một master thuộc dòng Mến Thánh Giá. Mà xưa cầm tay chỉ ngón cho tôi từng chút một, rồi sau đó thì trao lại ca đoàn cho tôi phụ trách. Rồi sau này qua bên đây thì tôi mới có cơ hội sinh hoạt trong nhà thờ và lo cho hòa đạo của chỗ chúng tôi sinh sống. Xin phép anh đã có lời chia sẻ của quý vị khán thính giả gọi vào thưa anh. Chị Bạch Mai gọi từ Florida. Chào chị Bạch Mai, chị thấy chương trình hôm nay rất hay, mời được thiếu úy Huỳnh Văn Của, ăn nói rất dễ thương. Và hôm nay hai cô Trang Thanh Lan, Phường Quế mặc áo dài đẹp quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Bạch Mai. Chị Bạch Mai mến chúc Đài Hồng Việt có nhiều chương trình hay và ngày càng thăng tiến để phục vụ khán giả. Xin yêu cầu hai cô ca sĩ hát bài Hải Ngoại Thương Ca hoặc bài Gửi Người Giới Tuyến để tặng cho chị Bạch Mai và gia đình. Cảm ơn chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Bây giờ Trang Thanh Lan hát Hải Ngoại Thương Ca một đoạn đi, rồi Quế hát Gửi Người Giới Tuyến đoạn đi tặng chị Bạch Mai. Thì bộ hát trước đi để mình nhớ, Gửi Nghĩa Tuyến hát rồi sau. Một mùa thương kết muôn hoa hình như rơi. Bộ bắt vô đi, bắt tao. Thương kết muôn hoa lòng, người về đây nói câu tâm đông, về cho thấy xuân nồng áo em, cho tình xưa thôi cách xa, về chung mái nhà lá. Về đây giữa non sông này,
trùng dương hát câu sum vầy. Về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy ly ta. Về cho thấy con thuyền nước Nam đi vào mùa xuân mới sang, xa rồi ngày ấy. Chú Đông là một người lính. Dạ vâng. À, bài gửi người giấy tuyến thì chắc là mới không thuộc đâu, chắc mỗi câu à, không thuộc nhiều đâu. Tôi không quên anh, từng yêu đất nước. Chắc để kỳ tới đi. Phương quấy hẹn nữa. Không, mình thiếu nợ đi. Thiếu nợ chị Bạch Mai đi. Tại vì mai mốt thì mình sẽ hát chung cái bài này. Dạ, cái gửi người giấy tuyến cũng hay lắm. Mình sẽ hát chung cái bài này. Cái dịp em sẽ hát chung. Dạ, mình sẽ hát chung cái bài này. Dạ. Tiểu Quế cũng đã soạn ra rồi đó. Mình hát thì mình sẽ hát, không hát xì lô, mình hát thể điệu nhanh. Cho nó dạ, xôn lên anh, em nghe ngoài cái tài làm nhạc, đánh nhạc của anh thì anh còn một cái tài làm thơ nữa. Dạ. Thì em bây giờ khoan, mình khoan đã, bây giờ vậy nè. Xin lỗi, mình hỏi anh sáng tác thơ từ hai thơ từ bao giờ? Bây giờ mình đọc thơ nè, mình đọc thơ ảnh rồi mới biết cái tài nghệ của anh sáng tác từ lúc nào thưa anh? Dạ, giờ hỏi anh luôn, phỏng vấn anh luôn. Dạ, tôi nói hồi nãy là bắt đầu từ 67, nhưng mà 69 mới có bài đưa báo. Dạ. À, anh mới làm thơ, anh dạ. Thơ với nhạc là một lúc hay sao anh? Dạ, nhạc thì sao? Dạ, nhạc thì sao? Cái bài thơ mà tụi em thích nhất là cái bài Người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ. Mà cái trong cái bài thơ anh in một hình của một chiến sĩ ngồi cầm cái súng mà ngó xa xăm, em thấy đâm chiêu. Dạ. Thưa thưa hai chị, bài cái người hình ảnh đó là của một anh cựu sinh viên của Viện Đại học Đà Lạt, anh học khóa 2. Dạ. Chúng tôi gọi anh là người lính Nguyễn Đình Cận. Anh khóa 2, anh in rồi cái bài này khi chúng tôi gửi cái vào tướng trong... anh ngồi cũng đẹp ghê luôn. Dạ, dạ. Anh gửi cái đó. Dạ. Thành đã in kèm theo bài thơ luôn. Dạ. Dạ thưa anh lính này bây giờ ảnh ở đâu thưa anh? Thưa chị, ảnh ở, nếu như tôi không lầm, ảnh ở quanh quẩn đâu đây thì phải. Ở Cali. Dạ. Hả anh? Nếu dạ. Mà anh biết được cái chương trình này thì anh sẽ liên lạc với tụi em, thì em sẽ mời anh lên để đưa cái hình anh lên. Dạ, hy vọng sư huynh của tôi và chị Nhan Ánh Xuân có thể nhìn thấy cái hình ảnh, hoặc là nhà nghe được, hay là theo dõi chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, thì xin mời anh Cận, nếu có dịp thì anh chị ghé qua đây để góp thêm tiếng nói cho Tiếng Hát Hậu Phương. Anh có thể cho số điện thoại của anh để liên lạc nếu mà anh... Dạ. Anh có hay liên lạc với ảnh không thưa anh? Dạ thưa, lâu rồi tôi không có liên lạc, nhưng mà chúng tôi có chung một diễn đàn. Dạ. Tôi sẽ gửi lời nhắn tin trên diễn đàn của tù nhân Đà Lạt. Dạ, dạ thưa, chúng ta bắt đầu ha. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Sài Gòn. Cho đến nay tiếng nói ấy vẫn còn vang vọng mãi trong trái tim người lính. Là hình ảnh của một thời ổn định, là tiền đồn của thế giới tự do, của miền Nam nước Việt rất ấm no, là thành lũy mang hồn thiêng sông núi. Người lính trẻ đã một thời dông ruổi, đem tình người tình lính trấn biên cương, vẫn một lòng chương thủy với quê hương, dù oan nghiệt rẽ đời qua trăm hướng. Người lính chúng tôi tay không xin vi tướng, cũng hiên ngang chấp nhận tử vi thần, trọn một lòng chỉ vì nước vì dân, dân hiến cả đời mình cho tổ quốc. Từ Quảng Trị rét căm mùa gió bấc, đến Cà Mau mưa lũ ngập đồng sâu, vết giày xô lội bất cứ nơi đâu, để mang lại tình yêu và lẽ sống. Người lính chúng tôi mang trái tim hào phóng, của tuổi đời đẹp nhất lúc đôi mươi, làm nguồn vui nơi tuyến đầu lửa bỏng, trong gian truân vẫn nồng ấm nụ cười. Dù đôi lúc có hoang mang phẫn nộ hay chán chường vì dấu ấn chiến tranh, nhưng nỗi buồn cũng tan biến rất nhanh khi đối diện với kẻ thù ngoài mặt trận. Rồi cũng đến lúc chào thua số phận, khi tàn vong đành nước mất nhà tan, vì thế cùng
lực tận chỉ thở than. Thân nhược tiểu, xót thầm ôi ngang trái. Người lính chúng tôi không hề chiến bại, chỉ chào thua định mệnh đã an bài. Bởi cô thế đành nương thân hải ngoại, chờ bình minh quang phục của ngày mai. Cái bài thơ này thấy một cái gì đó nó dậy trong tim mình cái mang mát buồn của một người sống ngoài hải ngoại này, thưa anh. Cũng dạ, như tâm trạng kẻ tha hương, tâm trạng của những kẻ tha hương dạ, mà xa xứ như chúng ta, thưa dạ, anh. Vâng. Dạ. À, xin phép anh của cũng như xin phép quý vị cho chương trình tạm ngưng trong giây lát và chúng ta sẽ trở lại tiếp tục chương trình Thế Hậu Phương. Anh vui xa trường cho lòng em nhớ thương, cho em cả bài tiếng hát hậu phương. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của Đài Hồng Việt TV. Kính thưa quý vị, chương trình tiếng hát hậu phương được đặc biệt bảo trợ bởi công ty điện tử Teletron. Teletron có rất nhiều chi nhánh trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, một nơi chuyên bán những vật dụng điện tử như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, bàn ghế, tủ, giường, nệm đều được làm tại Italy. Đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage vật lý trị liệu hiệu Inada được làm chánh gốc tại Nhật Bản. Thời gian vừa qua quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có nhu cầu mua sắm xin vào thăm trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại để mua sắm qua số 1877-892-6999. Vâng, hôm nay Teletron có một thông báo đặc biệt để chào đón ngày lễ độc lập Happy July 4. 10 chi nhánh của Teletron tưng bừng đại hạ giá từ 80%, bắt đầu ngày thứ 6 1 tháng 7 đến thứ 2 4 tháng 7. Bàn ghế, tủ giường, các loại nệm Made in Italy đều được bớt 35% với quà tặng. Loa Bose, karaoke, máy rung tan mỡ giảm cân cũng được on sale rất đặc biệt. Ghế massage Inada, vật lý trị liệu chỉ trả 147 đồng một tháng thưa quý vị, trả góp 5 năm không tiền lời. Và 100 vị khách hàng đầu tiên đến với Teletron dù không mua hàng cũng có quà tặng rất là giá trị. Cảm ơn quý vị và Teletron trân trọng kính mời quý vị. Wow, hấp dẫn quá ha. Chương trình đại hạ giá mà tặng quà có bộ hấp dẫn quá thưa quý vị. Mà không mua hàng mà cũng tặng vẫn luôn. Tặng quà, tặng quà đẹp đó lắm. Mà là, có giá đó trị. Mới vui. Dạ. Và chương trình tiếng hát hậu phương được bảo trợ bởi công ty Yến Thanh Lê, một nơi đáng tin cậy vì Thanh Lê Yến chỉ chọn những mặt hàng tinh chất, nguyên chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanh Lê. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanhleyến.com. Vâng, sau đây là một thông báo nữa. Từ tháng 4 2016 đến nay, vụ biển chết, cá chết miền Trung đã làm cho những người dân nhiều thế hệ sống bám vào biển đứng trước thảm họa bị chết đói vì không có việc làm, không có lương thực nuôi thân. Trong khi đó, bọn cộng sản vô cảm bán nước thì làm ngơ, trốn tránh trách nhiệm. Không những không bồi thường thỏa đáng cho người dân sống bên biển, không tìm cách ngăn chặn thảm họa mà còn sử dụng bạo lực, côn đồ đánh đập tàn nhẫn những người biểu tình ôn hòa đòi biển sạch, cá sạch. Máu dân vô tội đã đổ khắp nơi. Với tinh thần này, nhóm Hương Thời Gian có tổ chức buổi chiều văn nghệ thương về miền Trung tại phòng sinh hoạt vật báo Việt Báo từ 6 giờ chiều đến 9 giờ tối ngày Chủ nhật 17 tháng 7 năm 2016. Ngoài thành phần ca sĩ của nhóm Hương Thời Gian, có sự trình diễn thật đặc biệt của các ca sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Vi Lan, Công Thành và Linh, Cô Ni Kim, Mai Lệ Huyền và Mỹ Thúy. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Chu Tất Tiến ở số điện thoại 714-398-3678. Xin liên lạc với anh Chu Tất Tiến, điện thoại 714-398-3678. Trân trọng kính mời. Và sau đây là thông báo. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tự hào đã chiến thắng Cộng quân tại mặt trận An Lộc năm 1972. Đây là trận chiến lớn nhất trong cuộc đấu tranh quốc cộng 86 năm qua.
có cộng 86 năm qua hả? Hơn cả trận Điện Biên Phủ năm 1954, người Việt quốc gia hãy cùng nhau tham dự dạ hội ngày ghi dấu 44 năm chiến thắng An Lộc. Từ lúc 5 giờ 30 chiều thứ Sáu ngày 8 tháng 7 năm 2016 tại Seafood Palace Restaurant, thành phố Westminster, để gặp gỡ những chiến sĩ anh hùng còn sống sót sau trận chiến kinh hoàng nêu trên. Dạ tiệc và văn nghệ lính đầy sáng tạo trên sân khấu rực rỡ với những tiếng hát hậu phương tên tuổi như Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Mai Vi, Mai Ngọc Khánh, Kevin Khoa, Đào Anh Tuấn, Minh Hạnh, Ngọc Nôi, Mỹ Thúy và ban tù ca Xuân Điềm, MC Kỷ Như Hảo. Đặc biệt biếu 200 quý khách tới đúng giờ quyển CD sử liệu chiến thắng An Lộc năm 1972, vé ủng hộ 30 Mỹ Kim. Quý vị tìm vé tại Bosa Ticket hoặc nhà sách Tú Quỳnh, điện thoại 714-531-4284. Ban tổ chức kính mời. Dạ vâng. Để trở lại với anh Huỳnh Văn Của, một chiến sĩ mũ nâu. Anh là người một bên là cầm súng, một bên là cầm tay đàn. Rất là hay, vừa rồi anh cũng đã hát bài hát do anh sáng tác hay lắm. Và chị em chúng tôi cũng đã đọc cái bài thơ do anh sáng tác về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dạ vâng. Thì cái nguồn cảm hứng từ đâu ra mà anh đặt cái bài thơ này thưa anh? Từ bao giờ anh đặt bài thơ này? Thưa chị, đã mặc bộ đồ lính ở trên người thì tôi nghĩ mỗi một quân nhân đã là một thi sĩ. Chỉ có vấn đề là các anh em đó, các chiến hữu đó có sắp xếp thứ tự để thành một cái câu thơ hay không thôi. Chứ trong lòng mỗi người thì hình như đã có rất nhiều cái nguồn cảm hứng để mà có thể nói lên cái nỗi lòng của mình và nói lên cái tình cảm của mình dành cho quê hương đất nước và cho cả gia đình nữa. Dạ vâng. Vì thế tôi viết bài này cách đây khoảng 14 năm. Dạ. Và để coi như diễn tả một chút nào đó cái tâm sự và cái nỗi lòng của một người lính mà tiếc thay là không đi trọn vẹn con đường mình đã chọn. Dạ. Em được biết là anh ở hồi nhỏ anh học ở trường Tây. Dạ. Mà trường Tây thì là anh làm sao mà anh lại nhớ tiếng Việt giỏi như vậy mà anh vừa sáng tác nhạc và làm thơ thì. Dạ. Tôi vốn học từ trường Saint-Exupéry, tức là cái trường Sơn Màu Đỏ, trường Nam Sinh của Pháp, ngay kế bên trường Gia Long. Yeah. Tôi hay chọc các chị Gia Long, tôi gọi là tôi là hàng xóm các chị. Yeah. Sau đó thì tôi thi đậu vào đệ thất của trường gọi là Jean-Jacques Rousseau, sau này đổi tên là Lê Quý Đôn. Yeah. Thật ra thì tiếng Việt chúng tôi đã được dạy ở trong từ lớp nhì của mình, tức là sau này gọi là lớp lớp 4 á. Yeah. Rồi nhưng mà mỗi tuần chỉ có 2 giờ tiếng Việt thôi. Yeah. Ở cấp mẫu giáo, ở cấp tiểu học. Yeah. Qua bên trung học thì chúng tôi có nhiều giờ hơn một chút, 6 giờ tiếng Việt ở trong từ lớp đệ thất, tức là sixième, cho tới khoảng năm đệ tứ, tức là troisième, rồi đâu đó người ta tăng thêm giờ. Giờ cổ văn đó, tức là học về những cái thơ đường luật, thơ cũ, thơ cổ, thơ mới, những cái điệu như là lục bát này đó. Thì thú thật với hai chị, sở dĩ mà dịp văn tôi tương đối khá là nhờ ông Kim Dung. Yeah. Ngày xưa ở cái khoảng 62-63 giờ luyện trưởng, hình như là thời đó hình như là già trẻ lớn bé gì cũng mê cô gái Đội Long. Yeah. 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 Rồi đó tôi hay trốn ba má tôi để mà đốt đèn cầy chui xuống cái đi văn đó rồi đọc. Nhờ vậy mà tiếng Việt giỏi phải không thưa anh? Dạ chẳng những vậy mà còn cận thị nữa. Dạ, cứ đọc cái đèn cầy cho nên là bị cận thị, rồi từ đó thì tiếng Việt của mình nó khá, hồi nào không hay. Dạ. Vậy là cũng cảm ơn Kim Dung đi. Dạ phải. Có một người đặt thơ với đặt nhạc hay quá. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ, thì em xin phép anh có một lời chia sẻ với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương và đặc biệt đối với anh đây thưa anh. Dạ. Anh Bình gọi từ Houston. Anh muốn nhắn đến anh Của về chuyện anh Lê Nhân ở Việt Nam là thương phế binh. Anh xin anh Của xác nhận dùm là anh Lê Nhân có phải là lính Việt Nam Cộng Hòa không? Vì có vài người bên đây nói rằng anh Nhân không phải là thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Mong anh Của xác nhận cho bà con biết. Dạ, kính thưa anh Bình, kính thưa quý khán giả cũng như là quý niên trưởng, quân trưởng và chiến hữu, đặc biệt là những chiến hữu ở trong binh chủng biệt động quân. Thời gian vừa qua thì quý vị cũng đã biết rằng tôi là người
trực tiếp lo lắng cái chuyện trợ giúp cho các anh em thương phế binh, đặc biệt là thương phế binh của Liên đoàn 12 và Liên đoàn 1 trước đây. Về câu chuyện của Lê Nhân đó, thì có rất nhiều điều không được hay lắm. Nhưng mà nếu quý vị tin tôi, riêng anh Bình, nếu anh tin tôi, thì tôi là Quỳnh Văn Của, tiểu đoàn 37 biệt động quân, và tôi được sự ủy nhiệm của Đại tá Trần Kim Đại, Trung tá Hoàng Phổ là hai vị liên đoàn trưởng, liên đoàn phó của chúng tôi cùng các đơn vị trưởng còn lại chỉ định tôi làm người thủ quỹ để lo cái vụ mà tài trợ cho các anh em thương phế binh ở quê nhà. Tôi xin xác nhận với quý vị, cho đến giờ phút này trong danh sách của những anh em thương phế binh của Liên đoàn 1 và 12 biệt động quân có tên thương phế binh Lê Nhân. Và mới đây nhất là cuối tháng 3 vừa qua, anh cựu Tổng hội trưởng Nguyễn Minh Chánh, khóa 16 Võ Bị Đà Lạt, bây giờ anh đang phụ trách chuyện chương trình huynh đệ chi binh của Tổng hội biệt động quân ở hải ngoại, đã gửi một số tiền tượng trưng về cho anh Lê Nhân và có đăng trên tập san biệt động quân của chúng tôi số mới nhất tháng 3 vừa qua. Một lần nữa, nếu quý vị, nếu anh Bình tin tôi, thì tôi xác nhận lần cuối cùng, Lê Nhân là thương phế binh tiểu đoàn 21, Liên đoàn 12 biệt động quân, cục hai chân, và đang nuôi một người vợ cũng bị liệt hai chân. Xin cảm ơn anh Bình, cảm ơn quý khán giả. Rất cảm ơn sự trả lời của anh Của, và chắc anh Hoài Sơn cũng đã hiểu được là cái anh Lê Nhân là thương phế binh thật. Thời gian vừa qua chắc là ở trên diễn đàn đoàn cũng có nói vấn đề này, thành thử anh Bình chứ không. Vâng, thưa anh, cho phép chúng em tiếp tục có những lời chia sẻ. Chị Sophia Hồng Mai gọi từ California. Chị chơi chung với anh Huỳnh Văn Của, thường được gọi là anh Huy Văn, trong diễn đàn câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Chào anh Huy Văn, vừa nghe anh hát ca khúc tặng cho Đoan Thư là vợ của anh hay quá. Chị rất tiếc là chị rất là tiếc khi kỳ này anh qua Cali mà không có dịp gặp anh. Chị mến chúc anh và Đoan Thư một chuyến du ngoạn Cali có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn chương trình Đài Hồng Việt. Cảm ơn chị rất là nhiều, thưa chị. Và sau đây là chị Sophie. Cảm ơn chị Sophie Hồng Mai, và rất tiếc là vì chuyến này thì có nhiều chuyện của gia đình, thành ra không tiện thông báo cho bạn bè cũng như cho các quý vị và quý bạn ở trên diễn đàn, xin cáo lỗi với quý anh chị. Cảm ơn anh. Và sau đây là lời chia sẻ của người lính già ở Tennessee. Chào hai cô Trang Thanh Lan, Phú Hùng Quế, Thiếu úy Của và Nghĩa Sứa. Chương trình hôm nay rất hay, đã mời được anh Thiếu úy biệt động quân lên chương trình Tiếng Hát Hậu Phương Người Lính Già. Xin yêu cầu hai cô hát bài Quỳnh Hương để nhớ lại ngày xưa lúc người lính già mới quen người bạn gái đầu tiên. Bạn gái chắc tên Quỳnh Hương. Cảm ơn người lính già, chắc em nghĩ chỉ tên Quỳnh Hương phải không anh? Dạ, chắc mình hát một đoạn đi tặng ảnh đi. Đúng rồi. Đoạn thôi, tại Tông Rê đi. Anh Của còn hát nữa mà. Tông Rê. Còn nhiều câu hỏi cho anh Của. Ta mang cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hay môi em thơm. Em mang cho ta một cánh hồng, miệng cười khúc khích trên lưng. Xôi chào em về giữa phố xa thanh hàng. Không gì vui thì hãy gắng nhớ đôi lần. Xin chào em về giữa phố xa thanh hàng. Lính già tự mình nhớ một đoạn. Dạ, thình lình mà nhớ cũng hay chứ. Mình chưa đến nỗi nào ha, cũng còn chưa, nhớ chưa. Lâu lắm rồi không hát những bài này, con gái lâu năm này cũng còn ok phải không? Dạ vâng. Thưa anh, như vậy thì anh có đi tù cộng sản không thưa anh? Dạ, thì như quý vị cũng như quý niên trưởng, quân trưởng và chiến hữu đã nhớ là thời gian mà địch chiếm Đà Nẵng đó là cuối tháng 3. Ngày Đà Nẵng thất thủ đó là 23 tháng 3 năm 1975. Thì ngay ngày hôm sau là chúng tôi coi như là đã giải trừ vũ khí, thành thử ra là chúng tôi tạm gọi là ở trong rọ, không chạy đi đâu được nữa.
họ gom chúng tôi vào các trại mà như các chị và quý khán giả đã biết, gọi là cái mỹ từ rất đẹp là trại cải tạo, nhưng thật sự ra là khi lên núi hay không các trại tập trung họ gọi là tù tàn binh. Cái danh từ họ dùng đó là tàn binh, buông súng ở tù, thành ra họ gọi là tù tàn binh. Và cũng may là vì bắt ở ngoài đó, hay nói đúng hơn là bị gom ở ngoài đó, thì chúng tôi trả nợ đúng một năm thôi. Khi phóng thích họ gọi là xài cái giấy phóng thích, chứ không phải xài giấy ra trại như đa số quý niên trưởng, huynh trưởng và chiến hữu ở trong miền Nam sau khi Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4. Đúng một năm tôi bị đưa lên trên núi ở Hiệp Đức thuộc tỉnh Quảng Nam. Thì chắc chắn lúc đó là quá khổ rồi. Nhưng mà anh bị có năm. Có một năm thôi, nhưng cũng quá đủ rồi thưa chị. Con gì nhúc nhích là nhai mà. Nên là đói lắm. Một năm mà cũng đủ hưởng rồi. Đủ hưởng những cái mà của chế độ dành cho, những cái ân sủng mà chế độ Cộng sản đã dành cho các anh. Như vậy thì bao giờ anh qua Mỹ là năm nào thưa anh? Dạ thưa, tại vì cũng như các chị và quý khán giả đã biết đó, chương trình dành cho các sĩ quan đã bị Cộng sản đưa vào các trại gọi là cải tạo đó là phải ít nhất 3 năm hoặc là hơn thì mới được qua bên Mỹ. Tôi thì may mắn có cô em, cô lập gia đình với một vị đại quý thuộc phòng tổng quản trị của Bộ Tư lệnh Hải quân, cho nên ngày 30 tháng 4 trong cái thời gian mà hạm đội xuất phát từ Sài Gòn thì cô em và cái người em rể của tôi đi qua bên đây luôn từ năm đó. Rồi sau đó cô bảo lãnh cho gia đình. Mà trong thời gian bảo lãnh đó, chúng tôi chờ hết 3 năm mới có giấy xuất cảnh, và chờ thêm khoảng 3 năm nữa thì mới qua bên đây. Là tháng 3 năm 1987 tôi đến là ở Pennsylvania cho đến bây giờ luôn. Mặc dù rất muốn về đất California này, là nơi mà tôi gọi là đất làng chim đậu thưa hai chị. Nhưng mà đó là một cái duyên thôi thưa anh. Duyên anh phải ở đó rồi. Mà sống đâu thì quen đó. Chẳng hạn bây giờ anh về đây thì con cái này kia nó ở trên đó. Rồi những cái liên hệ anh cũng khó. Không có đi được là tại vì còn cha mẹ. Rồi lo cho các em còn ở lại. Hai bác thử... còn ở bên đó thưa anh. Bên này thì bạn học cũng có, người quen cũng có, cùng khóa cũng có rất rất đông thưa hai chị. Em nghĩ là anh còn bạn rất là nhiều. Là tại vì tuổi anh còn trẻ. Em nghĩ là ở đâu cũng có cái niềm vui ở chỗ đó chứ anh ha. Ở đâu quen đó là nghe ông bà mình hay nói là ở đâu quen đó. Như thưa anh, hồi nãy em thấy anh hát cái bài Tình ca cho em thì em thấy cái nét nhạc của anh rất là trẻ trung. Mà thưa anh còn bài nào nữa anh có thể tặng cho quý khán giả một bài nữa được không thưa anh? Dạ còn, nhưng mà thưa hai chị có thể cho tôi đọc thơ không? Hay là hát thưa anh. Hát đi anh, hát đi. Đọc thơ cũng được. Anh tùy anh thôi, anh thích. Tùy hết. Dạ là tại vì hát thì thật sự ra là cầm giấy thì nó mắc cỡ quá. Nó sao tìm lấy anh cầm giấy mà. Dạ. Không sao anh. Tại vì mỗi tuần mỗi hát thành ra nhiều kia. Dạ để hát đi. Dạ. Nghĩa ơi cho mượn lại bài hát, không tôi không thuộc. Anh cho nó cái tông cho Nghĩa thôi. Dạ. Rây thứ. Dạ. Em xin phép hai chị. Dạ em mời. Dạ. Khi xưa con đi học, em kẹp tóc ngang vai. Khi xưa con đi học, anh chưa biết đêm dài. Khi xưa trời đổ mưa, sân trường giờ tan học. Dù che chưa đủ ấm, tay đàn thoáng bâng khuâng. Năm xưa hè chợt đến, nghe lòng buồn ngẩn ngơ. Khi hoa phượng mới nở, ve gọi hè bơ vơ. Xưa anh thường đứng chờ cuối đường, trao mấy vần thơ. Khi tan trường thẫn thờ, tìm nhau đường mưa bước mau. Em bây giờ phương nào,
có con nhung nhớ ngày qua. Anh nơi miền đất lạ, tiếng ve là giấc mơ xa. Bên sông mơ bóng người, nghe buồn tiếng mưa rơi. Chia ly từ năm nào, hoa xưa đã phai màu. Em bây giờ ở đâu, quê người hay giang đầu? Đường mưa em còn nhớ, chàng xưa có nên thơ. Xa nhau từ dạo ấy, tin nhạn còn mù khơi. Yêu thương tìm bên đời, ve gọi hè không ngơi. Yêu thương tìm bên đời, ve gọi hè không. Cảm ơn hai chị. Dạ, dạ em nghĩ chắc cái bài này cũng làm cho em nào anh. Dạ bây giờ không nhớ nổi em nào nữa. Nhiều em quá. Dạ, anh kể dạ. Bà xã anh rất là dễ thương. Mỗi dạ. lần có một bài thơ nào, bài nhạc nào mới hỏi, ủa em nào? Dạ phải. Dạ. Nhưng mà chuyện đó thì đã cũ chúng rồi. Chúng ta sắp sửa hết giờ rồi thì anh dạ. có thể cho một câu rất là ngắn gọn. Anh có nhắn nhủ gì với những cái thế hệ trẻ sau này của chúng ta không thưa anh? Dạ thưa quý khán thính giả Đài Hồn Việt cũng như của Tiếng Hát Hậu Phương. Với các giới trẻ ở Việt Nam, tôi chỉ mong các em, các cháu cố gắng giữ vững cái tinh thần tranh đấu như hiện nay, dấn thân trong mọi hoàn cảnh. Riêng đối với các hậu vệ của những cựu quân nhân lực lượng Nam Cộng Hòa ở đây, thì hy vọng rằng các em vẫn còn giữ được cái ngọn lửa mà của cha ông cho đến giờ phút này vẫn còn nung nấu ở trong lòng. Và xin cảm ơn quý khán thính giả, và xin cảm ơn quý niên trưởng, quân trưởng và chiến hữu đã theo dõi cho đến giờ phút này. À, bây giờ anh em chúng ta rất là hay. Dạ, theo thông lệ thì sẽ có một bài hát cuối cùng để chào tạm biệt khán giả. Dạ. Thì anh em chúng ta cùng hát bài Tình Lính của nhạc sĩ Y Vân để tặng tất cả quý vị khán thính giả và các chiến hữu của anh đang xem đài. Dạ. Thế là thật tụi em phụ họa anh thôi đó nha. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình hải hồ ôm mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát xanh, lính 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 đa tình, và môi tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành một chuỗi em đeo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình hải hồ ôm mộng, tình anh là tình lính, tình vũ trụ ngát xanh, lính 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 đa tình, và môi tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Có lúc muốn hái hoa rừng, anh gửi về em theo áo, và ngàn vì sao trên trời kết thành một chuỗi em đeo. Dù rằng đời lính không giàu mà chắc không nghèo tình yêu. Anh là lính đa tình, tình anh là tình lính, tình non sông rất nặng, lính 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 đa tình, tình hải hồ ôm mộng, tình anh là tình lính, linh 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 đa tình, và môi tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em. Và môi tình rất êm đềm là tình riêng trong lòng anh yêu em.
và mối tình rất êm đềm là tình duyên trong lòng anh yêu em. Xin chào mừng quý khán giả. Hay quá, anh đã trọn vẹn vai trò ca nhạc sĩ và lính của anh ngày hôm nay. Cảm ơn anh rất nhiều, đường xá xa xôi đã đến với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Dạ, xin anh gửi lời chào tạm biệt. Một lần nữa, thiếu úy Huỳnh Văn Của, tiểu đoàn 37 thuộc Liên đoàn 12 Biệt động Quân kính gửi lời chào thân ái đến quý vị niên trưởng, huynh trưởng và chiến hữu cũng như các khán thính giả của Đài Hồn Việt nói chung và của chương trình Tiếng Hát Hậu Phương nói riêng. Em cảm ơn anh Của rất là nhiều đã đến dự chương trình Tiếng Hát Hậu Phương với chúng em. Và chúng ta là tới giờ chia tay rồi, thưa anh cũng như thưa quý khán thính giả và các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta chia tay đây nhưng mà trong lòng hai đứa em gái Hậu Phương này rất là lưu luyến, không muốn chia tay chút nào. Nhưng mà thời giờ đã đến, thành đành phải chia tay. Hẹn tuần sau cũng vào giờ này, 7 đến 8 giờ, giờ Cali. Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương, Căng Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sữa và anh Của. Kính chúc quý vị một đêm bình yên, hạnh phúc. Anh vui xa trường, cho lòng em nhớ thương.